Hey, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Bông Trăng Việt. Hey, trong thời gian qua thì cũng được rất nhiều bạn anh chị em ủng hộ, thương tin đăng ký kênh. Đây mọi người, ở trước mặt của Bông Trăng Việt là một nhánh hoa. Trước mặt Bông Trăng Việt là một nhánh hoa. Nhánh hoa với tên gọi là Bông Trăng Vàng Son Ngũ Phúc. Đây mọi người, đây là một cái nhánh cây dài 1,2 m mọi người. Đây mọi người, từ đây đi qua và cây này nó có hai nhánh. Đó thì cũng chưa biết là tạo hình như thế nào mọi người. Trước mắt thì review xem mặt hoa cho mọi người xem dòng này hoa có đẹp hay không. Đây mọi người xem kỹ, đây là bông trang với tên gọi là vàng son ngũ phúc. Bởi vì thứ nhất là chân hoa là vàng son, thứ hai là cánh hoa thì có 4 cánh, 5 cánh và có khi là 6 cánh mọi người. Đó, tỷ lệ thì 442 đây mọi người. Đó, đây là một nhánh hoa này. Đó, mình quay cành cành mặt hoa cho mọi người xem nhé. Một cành hoa thật là xinh. Đây, có 4 cánh này, có 5 cánh này mọi người. Đây, cũng có 5 cánh. Đó, đây là mặt hoa 5 cánh này mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Dòng này tựa tựa như hoa mai mọi người nhé. Đó, 4 cánh, 5 cánh. Đây, đó, cây này thì có hai tược này mọi người. Đó, búp. Quá trời búp luôn. Đây, búp mọi người. Cây còn nhỏ đó, ở dưới tược lên quá trời luôn này mọi người. Đó, cây như vậy là cây này có hai nhánh hoa đình tạo thế song long. Thì không biết mọi người cho hoa xin ý kiến mọi người nhé. Đây. Hoa rất đẹp luôn. Đó, bên Bông Trăng Việt có cả cây giống nè mọi người. Mọi người cần thì cứ liên hệ. Đó. Bình luận xuống dưới video. Đó, để xem dòng này có đẹp không mọi người nhá. Đó, quá trời là đẹp luôn. Thì video hôm nay thì cũng chia sẻ ngắn gọn về dòng bông trang vàng son ngũ phúc, xem mặt hoa có đẹp hay không thôi nhá. Mọi người theo dõi thì đừng quên ủng hộ cho Bông Trăng Việt một like, một subscribe, đăng ký kênh mọi người. Hey mọi người, thì hôm nay thì sau khi xem cái cây vàng son ngũ phúc đó, thì đây có hoa giới thiệu luôn. Đây là cây giống vàng son ngũ phúc mọi người. Đây đó, có bông rất đẹp luôn này. Thì nội dung chỉ hôm nay thì ngoài giới thiệu cây bông trang vàng son ngũ phúc thì Hoa cũng review cái combo 8 cây giống bông trang 8 màu khác nhau mọi người. Đặc biệt là gồm 8 cây giống bông trang 8 màu khác nhau. Trong đó có hai dòng bông trang thơm. Dòng tím sen cũng thơm nhẹ mọi người. 8 cây đó, chỉ 200k thôi. Đó mọi người, 8 cây 200k. Mọi người có thể đặt về để mình có 8 màu sắc khác nhau, mình trồng trong khu vườn, tạo ra một khu vườn đẹp mọi người. Cây số 1 là cây mỹ tím thơm siêu bông. Dòng này hoa rất là thơm. Đó là cây số 1 Bông Trăng Việt để mặt hoa trên màn hình để mọi người xem tham khảo nha mọi người. Cây số 2 là cây cam Đài Loan. Đây, mọi người xem thì theo dõi cái mặt hoa kể trên màn hình mọi người. Cây số 3 là cây mì cam đó. Một cây số 4 là một cây đỏ hồng đổi màu. Một cây số 5 là một cây tím sen lá trung. Đây, dòng này hoa cũng rất là đẹp luôn đó. Mọi người theo dõi thì để cây bông hoa trên màn hình. Cây số 6 là một cây mì vàng đó mọi người nhé. Một cây số 7 là một cây hồng tím thơm. Dòng này cũng rất thơm, mặt hoa cũng rất đẹp luôn. Dễ trồng cây một cốt đó, cho hoa quân 5. Một cây số 8 là một cây vàng hương. Đó, như vậy là hôm nay cái combo chỉ 8 cây mà mọi người lại có được 8 màu khác nhau. Chỉ 200k mình ship về tận nhà. Mọi miền, ba miền Nam Bắc. Đây mọi người cứ thoải mái. Và bên Hoa cũng có nhiều cây giống khác nhau. Đây thì Hoa giới thiệu sơ thế mọi người nhé. Đây, trước tiên là combo này thôi. Hoa cất combo này mọi người. Đấy, bên Hoa có cả phùng hoàng kim mọi người này. Đó, mơn mởn đẹp luôn. Đó. Có vàng son Cần Thơ, vàng son Ngũ Phúc, tím sen Vĩnh Châu, mỹ trắng sọc. Đó, cũng nhiều khá nhiều màu sắc khác nhau mọi người. Này thì có hương cành kép, vàng cành kép và hồng cành kép mọi người nhé. Đây có phùng hoàng lửa. Đây. Nhiều dòng bông trang khác nhau. Mọi người ưu tiên chọn lựa nào thì nhắn tin qua Zalo cho Hoa nha mọi người.
Thì video hôm nay thì quay chủ yếu là như vậy mọi người nhé.